Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành Niên Mệnh, Bình Địa Mộc, ngày Mậu Tuất tức Can Chi tương đồng thuộc Thổ và ngày hôm nay là ngày Cát. Vài nạp âm Bình Địa Mộc, Kỵ Tuổi, Nhâm Thìn, Giáp Ngọ, ngày thuộc hành Mộc khắc với hành Thổ, đặc biệt là Tuổi, Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành Hỏa Cục, xung với Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi và Tuyệt Thìn. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Thìn, Bính Thìn, tuổi xung trong tháng tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp tốt mọi việc, sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Nhân Chuyên đại cát tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao Thiên Tặc xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao Quả Tú xấu đối với cưới hỏi, sao Tam Tang kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi, sao Quỷ Khóc xấu đối với tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, điều này sẽ đem lại cho bạn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Và nếu như bạn tuổi Tý đã cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, ngay cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi, thì đây là lúc công lao của bạn được ghi nhận, lãnh đạo đã dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra nữa rồi. Và khi đã nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của mọi người, thì với bạn tuổi Tý hãy tự tin hơn nữa và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân, chứ đừng có vội hài lòng với những gì mà mình vừa giành được, nếu không bạn sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Vì vậy, bạn tuổi Tý cần phải tiếp tục lên kế hoạch để tiến xa hơn nữa cho tương lai của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, điều này cho thấy với bạn đang có điềm báo sẽ có những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia có khả năng xảy ra. Hai người cần phải học cách bao dung cho những khuyết điểm và lỗi lầm của nhau, đừng có dùng những lời lẽ nặng nề khiến cho đối phương phải chịu tổn thương.
Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có được cơ hội phát triển về sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, công sức lao động của bạn được công nhận. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ chưa thực sự thấu hiểu nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng cần trò chuyện với nhau nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa và điều này sẽ làm cho bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên bởi mỗi người đang giữ một lập trường riêng. Và nếu như bạn tuổi Sửu bạn cảm thấy đôi bên đang quá nóng nảy thì bạn nên là người chủ động dừng cuộc trao đổi lại để tới khi khác đôi bên bình tĩnh trở lại rồi trao đổi cởi mở hơn nhé. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng nên chú ý lắng nghe quan điểm của người khác trước khi nêu ra ý kiến phản biện của bản thân mình. Bạn cần phải chú ý cách trình bày vấn đề của mình sao cho người nghe không mất lòng và có thể sẽ tiếp thu được một cách dễ dàng nhất, chứ đừng có khăng khăng với ý kiến của mình và bắt người khác phải lập tức nghe theo. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, để tiếp tục phát triển nhanh chóng và ổn định hơn khi trong ngày đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Đừng có mãi hạn chế bản thân mình trong những điều mà mình đã biết, và dù là lãnh đạo hay là nhân viên, với bạn tuổi Sửu cũng cần phải học cách tiếp thu nhận xét của mọi người nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim dễ vướng phải mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý lắng nghe quan điểm của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa nên trình bày vấn đề một cách khoa học hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc không nên giữ những quan điểm lạc hậu. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ mang tới cơ hội xích lại gần nhau hơn trong chuyện tình cảm hoặc là trong các mối quan hệ về hẹn hò. Hai người chia sẻ những sở thích và đam mê chung và cảm thấy rất gắn kết với nhau, nhờ cặp đôi có thể nhận tin vui về bầu bí trong khoảng thời gian này nữa. Với bà tử Dần, bạn là người có tính nghệ sĩ cao, với sự che chở của thiên ấn trợ mệnh, điều này sẽ mang lại cho bạn có được những chất khí riêng. Thế nhưng, bạn mệnh cũng cần phải có sự linh hoạt trong việc sắp xếp công việc cũng như là giải quyết các vấn đề cá nhân. Và bạn có biết mình là người rất là tài giỏi và có thể sẽ thành công trên bất cứ lĩnh vực nào nữa nhé. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đừng có mơ mộng suốt cả ngày dài để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí. Có rất nhiều hoạt động quan trọng đang cần đến sự tập trung của bạn. Sáng tạo là cần thiết nhưng quan trọng là bạn phải biến chúng thành thực tế để tạo ra kết quả cho mình bạn tuổi Dần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nghe được những lời thấu hiểu chia sẻ từ người bạn đời của mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa tránh đánh giá hời hợt một người hoặc là một sự việc nào đó. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ mọi việc được diễn ra theo kế hoạch dù bạn không quá kỳ vọng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc gia đình hạnh phúc, các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia.
Vậy đánh giá của bạn Tử Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 25, số 96, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành nhị hợp, và đây là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi Mão trở nên rất sĩ diện và không muốn người khác chê cười. Bạn mệnh thường hay tìm cách che giấu những điều mà mình chưa rõ hoặc là trốn tránh trách nhiệm ở những công việc khó nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn có biết là nếu như cứ tiếp tục giữ tình trạng này, bạn không những sẽ gây thêm nhiều rắc rối cho tập thể mà còn khiến cho bản thân mình khó có thể phát triển được. Và điều quan trọng bạn cần phải làm bây giờ là dũng cảm để đối diện với những điểm yếu của mình và từ đó tìm ra hướng khắc phục thích hợp nữa nhé. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này cho thấy bản mệnh đang có quan điểm bất đồng với con cái hoặc là cha mẹ của mình, và cách biệt giữa các thế hệ khiến cho đôi bên có những cái nhìn khác nhau về nhiều vấn đề và khó có thể thấu hiểu được nhau. Nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng để lắng nghe đối phương, đặt mình vào vị trí của đối phương nữa bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bà tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, không muốn nghe ý kiến trái chiều, không muốn nhận lỗi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tính cách nóng nảy, kiêu ngạo. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, thẳng thắn thừa nhận những lỗi sai để hướng tới sự thay đổi, sửa chữa. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, có quan điểm bất đồng với người thân trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 82, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ khiến cho công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều trở ngại bất ngờ, những công việc tưởng chừng như là thuận lợi bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Và với bạn tuổi Thìn, bạn đừng có nghĩ rằng mình đã từng đạt được những thành tích cao thì là mình tài giỏi, không cần phải học hỏi mọi người xung quanh. Cách cư xử ấy sẽ khiến cho người khác cảm thấy ác cảm về bạn nữa đó nhé. Và trong ngày này, nếu như bạn là người làm kinh doanh, buôn bán, thì đây không phải là ngày thích hợp để cho bạn lựa chọn về đầu tư. Bạn mệnh hãy cần phải tỉnh táo để lắng nghe, chờ đợi cơ hội khác, cần phải tiếp thu những lời khuyên của người khác và làm giàu thêm kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân, chớ nên tham lam muốn kiếm tiền mà không muốn bỏ công bỏ sức nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình, nhất là đối với những ai đang mắc bệnh về dạ dày hoặc là đường ruột. Bạn nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức cũng như là ăn đồ quá cay nóng, nhiều dầu mỡ sẽ rất có hại cho sức khỏe nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc gặp phải nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không nên đưa ra những quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cần phải chú ý quản lý về tài sản, tránh bị thất thoát. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 36, số 92, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh và đây là nguyên nhân chính khiến cho bạn tuổi Tỵ vướng phải nhiều rắc rối trong ngày. Bạn mệnh tuổi Tỵ phải chuẩn bị về tinh thần đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với bạn bè, đồng nghiệp và cho dù bạn đã cố gắng đứng ngoài cuộc đi chăng nữa thì điều này cũng sẽ làm ảnh hưởng tới bạn nữa nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ, nếu như bạn là người đang giữ ở vị thế cao nhưng phải nhận lời bàn ra tán vào từ cấp dưới thì đây chính là lúc mà bạn cần phải xem xét lại cách thức làm việc của mình. Có thể với bạn đang quá chuyên quyền độc đoán, không chịu tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, sử dụng người không đúng mục đích nữa nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy trong gia đình với bạn tuổi Tỵ là một người dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc cho các thành viên và bạn sẵn sàng giúp đỡ những người thân trong khả năng của mình cho dù có phải vất vả thế nào đi chăng nữa. Những hành động nhỏ nhặt của bạn cũng sẽ giúp gắn kết tình cảm giữa mọi người với nhau nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, công sức mà bạn bỏ ra không uổng phí. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nhận được khoản tiền công xứng đáng với công sức bỏ ra. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có được cơ hội phát tài nhờ vào vận may. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 75, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào công việc. Và dù nhiệm vụ của bạn được giao có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, bản mệnh cũng sẽ sẵn sàng thực hiện ngay chứ không hề có ý định chần chừ hay là thoái thác. Với bạn tuổi Ngọ, bạn có thể sẽ trở thành tấm gương sáng ở trong tập thể và là cánh tay đắc lực cho cấp trên, cho lãnh đạo nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, cẩn trọng hơn. Đặc biệt là nếu như bạn đang là người có vị trí cao, bạn trở nên quá nóng vội, dễ khiến cho bản thân mình mắc phải những sai lầm không đáng có, thậm chí là gây ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh nữa. May mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm gia đình của bạn đang vô cùng là hòa hợp. Vợ chồng có được sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau, đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn nữa. Và với bạn tuổi Ngọ có thể đặt hoàn toàn lòng tin cho nửa kia của mình nữa rồi nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, dễ bỏ cuộc khi gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tình cảm lứa đôi được nồng nàn, thắm thiết. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 76, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mùi Tuất tương phá, cho nên dù bạn có cố gắng để hiểu một người nào đó thì điều này không hoàn toàn dễ dàng chút nào.
Dường như với những chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trong quá trình giao tiếp giữa hai người với nhau, thêm vào đó với bạn tuổi Mùi không được thoải mái khi bày tỏ tất cả những tâm tư, suy nghĩ ở trong lòng của mình, vô tình khiến cho đối phương cũng cảm thấy ái ngại nữa. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi, bạn trở nên phấn khích với những ý tưởng du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, liền sau đó, ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh cho nên bạn cảm thấy hụt hẫng. Với bạn, hãy đối mặt với thực tế và tự tìm lại niềm vui cho chính mình bạn tuổi Mùi nhé. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi, bản mệnh dễ rơi vào cảm giác thất vọng khi vô khối những trách nhiệm, công việc đổ dồn lên đôi vai, đòi hỏi bạn phải nỗ lực để giải quyết. Và nếu như muốn, bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh mình để sắp xếp mọi thứ lại một cách ổn thỏa và có trật tự bạn tuổi Mùi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, nếu phải đi xa thì nên xuất hành theo hướng tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, hãy kiểm tra mọi việc thật kỹ càng từng chi tiết nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, bạn là người có chuyên môn thì chắc chắn việc gì cũng không đáng lo ngại. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, gặp một số điều không may mắn trên phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hết kêu này ta bày kêu khác, đừng có ngại thay đổi. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 63, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn đang đón những tin mừng trong chuyện tình cảm của mình. Bạn tuổi Thân, bạn mệnh rất thấu hiểu cho nửa kia, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm hiểu về nhau nhiều hơn. Hai người luôn chung tay cùng giải quyết mọi vấn đề, nhờ vậy mà mọi chuyện có phức tạp đến mấy cũng trở nên đơn giản đi rất nhiều nhé. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn là một người cha, người mẹ rất quan tâm tới con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết và gần gũi của con, chứ không phải là một người cha, người mẹ chỉ biết yêu cầu và ra lệnh cho con. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới những dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc cho bạn mệnh. Và nếu như bạn đã chăm chỉ với công việc làm thêm trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thì nay là lúc mà bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả lao động của mình. Và bạn cũng hãy coi đây như là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tương lai của bạn sẽ rất hứa hẹn cho bạn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hòa hợp với nửa kia, đôi bên luôn có được sự thấu hiểu. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới con cái của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tìm được cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ giúp, cho nên với bạn tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều điều kiện thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội của mình. Và trong ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu may mắn, bạn có thể sẽ tìm được người đồng chí hướng với mình và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển, đạt được những thành tích rực rỡ hơn nữa trong tương lai. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, công việc của những người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực, với bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn, ngay cả khi mọi người xung quanh đều từ chối, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá rất cao, tương lai thăng tiến với bạn đang nằm trong tầm tay của chính bạn nữa rồi nhé.
Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy với bạn luôn rất tự hào về gia đình của mình bởi các thành viên luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Và để có được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, kể cả những chuyện khó nói nhất rồi cùng nhau giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, quan hệ xã giao được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chủ động và tự tin để nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 73, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được cơ hội làm giàu, đặc biệt là đối với những người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán. Ngay cả trong tình hình khó khăn chung như thế này đi chăng nữa, thì với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn luôn xông xáo, không ngại khó khăn, thách thức, thì nay là lúc mà bạn nhận được thành quả xứng đáng. Ắt hẳn với những gì mà bạn gặt hái được sẽ là động lực để cho bạn tiếp tục phấn đấu hơn nữa cho tương lai của mình nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất, đối với những người làm công ăn lương thì thu nhập của bạn vẫn chưa có được bước phát triển vượt bậc. Bản mệnh cũng cần phải tiếp tục cố gắng cống hiến hơn nữa cho tập thể, đồng thời cũng phải đặt ra lộ trình thăng tiến cụ thể hơn cho mình thì mới mong có ngày gặt hái được trái ngọt. Bạn đừng có vội nản chí vì việc mình làm chưa thu được kết quả ngay lập tức. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 16 âm lịch, theo hại thượng lạn ông, nhân thần nằm ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy với bạn tuổi Tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nhận được thành quả cho công sức lao động của mình bỏ ra. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, không ngại khó khăn vất vả sẽ đạt được thành công. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa cho tương lai. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, hãy đặt ra kế hoạch cụ thể cho công việc của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, không nên chần chừ, do dự khi đứng trước những cơ hội. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 69, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ xã hội của bạn dễ gặp phải trục trặc trong ngày. Với những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc là đồng nghiệp sẽ khiến cho mọi chuyện dễ rơi vào bế tắc, không thể giải quyết được ngay lập tức. Vì vậy, với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải giữ bình tĩnh khi giải quyết các tình huống khác nhau như thế này. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, trong gia đình bạn lại thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của người khác. Bạn hãy luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng có ích kỷ coi việc của mọi người chiều theo ý của mình là hiển nhiên, bởi hành động của bạn có thể sẽ gây tổn thương cho những người thân thiết nhất của mình nhé. Và ngày thứ bảy này, trên phương diện sự nghiệp, với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy bạn là người xông xáo trong công việc, nhưng đôi khi lại hay đưa ra những quyết định nóng nảy, thiếu đi sự chính xác. Bạn cần phải cố gắng cải thiện điểm yếu của mình, lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn, tương lai của bạn sẽ khổ trước và sướng sau. Vậy câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này,
Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc không hòa thuận với gia đình, thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim không nên vội vã khi đưa ra các quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy hãy tìm cách cải thiện những điểm yếu của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 63, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.